Nhồi máu cơ tim, đột quỵ là những căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao và gây tàn phế hàng đầu. Các chuyên gia cho biết đây là các tình trạng y tế khẩn cấp nên được can thiệp điều trị càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất ít bệnh nhân được sơ cứu tại chỗ đúng phương pháp và đến bệnh viện kịp thời. Phần lớn đến muộn nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày biểu hiện triệu chứng. Khi cấp cứu đến rất là muộn, đến bệnh viện rất muộn, cho nên là tỷ lệ tử vong còn rất cao. Và những người may mắn được sống sót, được cứu sống thì lại mang cái di chứng rất là nặng. Sự trì hoãn chúng ta có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí cả ngày, hai ngày, thì điều đó là điều đáng tiếc mà gây ra làm trái tim bị hoại tử rất nhiều, suy tim, rối loạn nhịp tim và để lại di chứng về sau. Thậm chí là có những trường hợp không tới được bệnh viện đó, có thể ngưng tim trên đường hoặc ngưng tim tại nhà, và đó là điều đáng tiếc. Khi mà chúng ta không biết cách sơ cứu, không biết cách nhận định để đưa ra quyết định thích hợp thì đó là điều chúng ta phải có một sự nhận thức đúng đắn hơn về tình trạng bệnh. Nhằm nâng cao hiệu quả điều trị nhồi máu cơ tim, đột quỵ não cùng với các tình trạng y tế khẩn cấp khác, nhiều bệnh viện đã triển khai quy trình cấp cứu ngoại viện, bác sĩ đến tận nhà để sơ cứu, đánh giá tình trạng bệnh ban đầu và tiến hành chuyển viện. Trong thời gian chuyển viện, các bác sĩ tiếp tục theo dõi, người bệnh tiếp tục được sàng lọc, theo dõi bước đầu với các thiết bị y tế di động. Đồng thời, bác sĩ thông báo khẩn về bệnh viện để kích hoạt sẵn quy trình OSTRAT, chuẩn bị các phương án cấp cứu và rút ngắn thời gian can thiệp cứu bệnh nhân. Ngay khi đến bệnh viện, bệnh nhân được đánh giá tại phòng cấp cứu với các trạm thiết bị, máy móc di động, chụp CT, MRI, điện tâm đồ, siêu âm tim, theo luồng ưu tiên để nhanh chóng phát hiện các tổn thương. Bác sĩ sẽ đọc kết quả ngay trên màn hình, hội chẩn nhanh và quyết định biện pháp xử lý kịp thời. Với những trường hợp đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu não, trẻ được cấp cứu tiêm thuốc tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch, làm tan cục máu đông tại tim hoặc não. Nếu cục máu đông lớn làm tắc nghẽn mạch máu lớn, người bệnh đột quỵ sẽ được can thiệp nội mạch, sử dụng dụng cụ chuyên biệt tiếp cận vị trí tắc mạch để lấy cục máu đông. Với trường hợp đột quỵ do xuất huyết não, người bệnh sẽ được mổ thức tỉnh cấp cứu bằng robot AI thế hệ mới để lấy khối máu tụ và bít tắc mạch máu não đang bị vỡ, hiệu quả, an toàn. Với những trường hợp nhồi máu cơ tim được đưa tới trong vòng 3 giờ đầu, bác sĩ sẽ chụp mạch vành, dùng thuốc kháng đông tối ưu trước để ngăn hình thành thêm huyết khối. Trong tình trạng nặng, với sự hỗ trợ của hệ thống can thiệp số hóa xóa nền DSA, bệnh nhân sẽ được can thiệp đặt stent để tái thông dòng máu nuôi tim. Nếu mà chúng ta biết chắc chắn rồi, đây là triệu chứng là quá giống rồi, chúng ta nên đưa thân nhân người ta đến cơ sở y tế bằng phương tiện của gia đình hoặc là bằng phương tiện của xe cấp cứu. Và nếu chúng ta còn phân vân, chúng ta còn chưa thật sự quyết định đó, thì chúng ta nên gọi số điện thoại của hotline cấp cứu 115 chẳng hạn, đến nhà đo điện tim, hỏi bệnh cảnh, thậm chí có thể xét nghiệm máu nếu cần. Theo các chuyên gia y tế, bên cạnh việc chú ý đến thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ, nhồi máu cơ tim để phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này một cách hiệu quả, mỗi người cần khám sức khỏe định kỳ, tầm soát các yếu tố nguy cơ bằng những xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu tại các cơ sở y tế uy tín với các chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, từ đó có biện pháp ngăn ngừa kịp thời.